Tổng đài 1080 Nguyễn Thông Cần Dương xin kính chào quý khách. Trời ơi, mắt lưng là trời. Lưng dạ, số nha. Dạ, chào cô. Cô. Cô ơi, chân hỏi đi, hỏi tổng đài 1080 không? Đúng rồi con. Trời ơi, coi con đau quá. Sao bé? Dạ. Hả? Con bị đau. Con bị đau gì? Kiến cắn dương cầu con đau á cô ơi, có cách nào trị cho hết không? Con gọi tổng đài 1088 con gặp bác sĩ giùm cô nha. Gọi 1088 gặp bác sĩ hả? Đúng cô, rồi. Cô ơi, đó giờ cô có bị kiến cắn không? Kiến cắn thì con lấy dầu xoa giùm cô nha. Trời ơi, cắn luôn ngay cái chân trái, lấy dầu vô xoa, nãy con xoa một cái tưởng chết rồi đó. Hết hồn luôn, miếu luôn. Nó lạnh luôn nguyên cái chân trái luôn á. Trời ơi, mẹ con không có nhà. Con không biết cách nào, đâu hết đâu hết. Chuyện cô kêu kiến cắn vô chân trái, cô kêu lấy dầu sức. Cô còn cách nào mà nó dễ thương mà nó nhẹ nhàng hơn chút xíu không cô? Cô đưa cái cách này sao thấy sung sướng cuộc đời của cô ơi. Cô đâu mất tiêu rồi. Cô ơi. Cô. Con gọi 1088 con là bác sĩ giùm cô nha. Dạ. Con nói chuyện đừng có nạt con sợ. Cô ơi, giờ con không ngủ được, cô có thể cầm sử luôn chút được không cô? Cô. 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 Bé mấy tuổi rồi bé? Dạ con 6 tuổi rồi. Con 6 tuổi rồi hả? 6 tuổi ăn nón lanh lẹ vậy sao? Tâm sự gì? Hay nói chuyện vòng vòng chứ giờ con ngủ không được. Nhà không ai nhà hết trơn á. Giờ này không có nói chuyện, kiếm người nói chuyện cũng được. Bạn con ngủ hết trơn rồi. Nãy gọi bệnh má nó chửi quỷ. Mà làm gì gọi con đâu giờ này hoài á. Chứ gọi vô mai rủ đi học. Chứ bà nói ngày nào không trở đi học mà mày rủ. Xong luôn. Hết cám rồi với nó luôn. Khuya rồi, con đi ngủ cho cô nghe chưa? Dạ á. Nghe không? Cô kêu con đi ngủ. Ừ. Dạ tại con đang tập cua gái á. Cô giả bộ làm gái cho con cua ở cái hành không mua ngày mai vô con cua nhỏ học chung mới được. Con me nó hổng ai rồi đó mà con không giống cua á. Cô có chỉ con kêu nào con cua gái với cô. Cô. Sao? Con muốn giờ cua này gái. Mà chưa chịu ngủ hả? Dạ. Cô. Sao? Con muốn học cô gái. Cô dạy cho con cô gái đi. Cô gái hả? Con 6 tuổi mà con học cô gái là sao? Ba con ơi, có sao đâu. Ba con nói đi học cô gái ông cua để thằng khác nó cua cũng vậy à. Gặp con nào đẹp đẹp hút đi. Để người thằng khác cua cũng như không à. Ba con nói vậy á. Ba con nói ba. Nói chuyện vậy hả? Chứ con nhỏ mà. Chứ con muốn con nói chuyện sao? Con mới 6 tuổi thôi mà cua gái là sao? Chứ con gái để sẵn ông cua, để thằng khác cua cũng vậy rồi cô ơi. Cái câu đó là người lớn nói, còn con mới 6 tuổi thôi, sao con nói con nói được? Con cũng lớn rồi chứ bộ ba con nói vậy á, mỗi lần thấy ăn cơm cái xong cái má con nói với ba, ông nha, cái tặc ông nha, đi làm ở lỡ gái rú, cua cua. Cái ba nói chạy gái ông cua để người ta cua thì con nào ngon ngon thì hút, còn con nào dở dở thì dạt ra, tướng con nào đẹp đẹp thì lụm vô liền, rồi con nghe là con học một lòng, cho nên bắt trước ba con. Cô. Sao? Cô đã từng bị người ta cua chưa? Chưa. Vậy là cô ế hả? Ồ, vậy là cô ế hả? Rồi, sao sao đâu? Sao ế kìa? Vì cô xấu lắm hả? Con không đẹp, cô ế. Ồ, vậy cô không có đẹp, cô ế hả? Cô thấy con gái ai cũng giống ai, có gì đâu đẹp. Cô thấy đứa nào cũng giống đứa nào á. Cũng từ trên dưới, cũng tóc dài, cũng đàng hoàng, có ai đâu khác đẹp đẽ gì đâu. Đẹp là sao cô, mà xấu là sao cô dễ hết, chưa hiểu được không? Cô. Dạ. Cô tám với con chút đi. Con cúp máy đi ngủ đi cô, nghe chưa? Tám gì mà tám? Chứ giờ này con ngồi đó, cô chơi điện tử hả?
Cô làm gì cả cô? Còn con nhỏ, con phải đi ngủ sớm đi chứ, ngày mai đi học nữa. Vậy con làm gì cả con? Cô cũng phải ngồi ngồi đi, con gọi vô cô nói chuyện với con chứ. Giờ này ổng chịu nói chuyện, con ngồi đó bấm điện tử hả? Chị gì em kiếm mới phải không? Con. Con thấy thì con mới nói, còn con không có thấy, con đừng nói vậy nghe không? Con. Con ơi. Con. Con ơi. Con. Gì?